Thầy xin chào các em học sinh. Ở những chương trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các hệ cơ quan của cơ thể người như là hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, vân vân. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một hệ cơ quan có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể người, đó là hệ bài tiết. Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào và có chức năng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Tiết 40, bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Trong bài học này, chúng ta có thể biết được cơ thể chúng ta hàng ngày thải ra ngoài những sản phẩm thải nào. Đồng thời, chúng ta cũng có thể biết được cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Các em có thể quan sát trên màn hình. Ở đây thì có một bức tranh về cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Ở trong bài này, chúng ta tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung 1 đó là tìm hiểu về sự bài tiết. Nội dung 2 là chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu cũng như là chức năng. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, đó là bài tiết. Chúng ta cùng quan sát sơ đồ sau. Ta thấy hàng ngày môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể chúng ta bao gồm có khí oxy, thức ăn, nước và muối khoáng. Chúng đi vào cơ thể người và chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng, sau đó đi đến tế bào. Tại tế bào thì diễn ra hoạt động trao đổi chất. Sau khi hoạt động trao đổi chất diễn ra thì các chất cặn bã từ trong tế bào lần lượt đi ra môi trường ngoài. Ở đây ta có thể thấy các chất cặn bã có thể là khí carbonic, phân, nước tiểu, vân vân. Vậy em nào có thể cho thầy biết trong các sản phẩm thải trên, sản phẩm nào là sản phẩm bài tiết? Sau khi quan sát, ta có thể thấy được rằng sản phẩm bài tiết chủ yếu của cơ thể hàng ngày được thải ra gồm 3 sản phẩm chính. Đầu tiên đó là khí carbonic, thứ hai là nước tiểu và cuối cùng là mồ hôi. Ở đây thầy cho các bạn quan sát một sơ đồ. Đây là sơ đồ hoạt động bài tiết hàng ngày của cơ thể chúng ta. Chúng ta cùng quan sát vào khung bên trái màn hình. Ở đây ta thấy sản phẩm thải chủ yếu của chúng ta là gồm 3 sản phẩm. Đầu tiên là khí carbonic, thứ hai là nước tiểu và cuối cùng là mồ hôi. Vậy thì cơ quan bài tiết chủ yếu để đào thải khí carbonic của cơ thể chúng ta, ở đây chúng ta đã được học ở bài hệ hô hấp, đó là phổi. Thứ hai, cơ quan bài tiết chủ yếu để hình thành nước tiểu, đó là thận. Và cuối cùng, cơ quan bài tiết chủ yếu để đào thải mồ hôi, đó là da. Chúng ta thấy rằng ba cơ quan này thì đảm nhiệm chức năng là giống nhau, đều là bài tiết các chất cặn bã và dư thừa ra môi trường ngoài. Dễ dàng nhận thấy rằng hơn 90% các chất cặn bã và dư thừa được thải qua đường nước tiểu và thận đóng vai trò là chủ yếu.
còn lại 10% các chất thải khác thì được thải qua da. Vậy thì các hoạt động mà đào thải các chất cặn bã và dư thừa ra môi trường ngoài thì người ta gọi là hoạt động bài tiết. Vậy thì theo em, thế nào là bài tiết? À, sau khi quan sát sơ đồ, ta có thể thấy được rằng bài tiết là một hoạt động của cơ thể để thanh lọc hoặc là loại bỏ các chất cặn bã, các chất dư thừa ra khỏi cơ thể. Và ở đây ta nhận thấy phổi thì đảm nhận là đào thải khí carbonic hay còn gọi là khí CO2. Thận thì hình thành nước tiểu, lọc máu để thải nước tiểu ra môi trường ngoài. Và da là đảm nhận bài tiết mồ hôi. Đó cũng là nội dung ghi bài của phần một la mã bài tiết. Ta nhận thấy rằng bài tiết là một hoạt động của cơ thể để lọc thải các chất dư thừa và các chất độc hại khác ra môi trường ngoài. Thứ hai là các cơ quan thực hiện việc bài tiết và sản phẩm thải chủ yếu ở đây gồm có ba cơ quan chính. Thứ nhất, phổi thì bài tiết khí carbonic, thận thì bài tiết nước tiểu và da là bài tiết mồ hôi. Vậy thì thầy cho các em quan sát hai hình ảnh sau. Ở đây thầy có một tình huống giả định. Nếu như sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ thì đương nhiên các chất thải sẽ bị tích tụ nhiều bên trong máu. Ở đây ta có thể thấy các chất thải như là các khí carbonic, ure hoặc là acid uric vân vân. Vậy thì theo em, sự tích tụ các chất độc hại này trong máu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể? Chúng ta cùng quan sát hai hình ảnh. Ở đây ta nhận ra một điều thế này, là khi các chất thải bị tích tụ nhiều bên trong cơ thể sẽ dẫn tới sự trì trệ các hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể, đồng thời làm rối loạn các quá trình sinh lý diễn ra bên trong cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của môi trường trong. Lâu dần sẽ làm cho con người mệt mỏi, nhức đầu, nguy hiểm hơn là có thể dẫn tới hôn mê sâu và tử vong. Vậy nên hoạt động bài tiết đóng một vai trò rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Thì chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu ở nội dung thứ hai. Trước khi tìm hiểu cấu tạo, thầy muốn các em quan sát hình ảnh sau và cho thầy biết hệ bài tiết nước tiểu thì nằm ở vị trí nào của cơ thể. Nhìn hình, ta có thể nhận thấy rằng hệ bài tiết nước tiểu thì nằm trong khoang bụng của cơ thể con người. Đây là hình ảnh cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu mà chúng ta đã được quan sát ở phần đầu. Ở đây thì có 5 số thứ tự lần lượt từ 1 đến 5. Và chúng ta sẽ cùng điền vào chú thích hình ảnh này. Đầu tiên số 1, đó là thận phải. Số 2 là thận trái. Số 3 là ống dẫn nước tiểu. Số 4 là móng đái.
Và số 5 là ống đáy. Ta có thể dễ dàng quan sát trên hình, nhận thấy rằng mỗi quả thận có thể dài từ 10 tới 12,5 cm, rộng từ 5 đến 6 cm và dày 3 đến 4 cm. Thận thì nặng khoảng 170g. Tiếp tục nhận thấy quả thận phải thì thấp hơn quả thận trái. Điều này được gây ra là vì thận phải nó bị đè bởi gan. Mà gan thì ta biết được rằng đó là cơ quan lớn nhất trong bụng chúng ta. Vậy nên vị trí của thận phải thấp hơn vị trí của thận trái. Ở đây thầy sẽ cắt dọc một quả thận để chúng ta cùng quan sát. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh đắt cắt dọc một quả thận. Thì sau khi quan sát từ ngoài vào trong, ta nhận thấy rằng bao bên ngoài quả thận là phần vỏ và đi vào bên trong là phần tủy. Tiếp theo là bể thận và cuối cùng là ống dẫn nước tiểu. Thầy tiếp tục phóng to một đơn vị chức năng của thận để chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Sau khi phóng to phần vỏ lên một đơn vị chức năng của thận thì chúng ta thấy rằng từ ngoài vào gồm có phần vỏ và phần tủy. Thứ hai, gồm có nang cầu thận và cầu thận. Thứ ba là ống thận và nước tiểu được đổ vào ống gót. Ở đây, thầy sẽ phóng to một nang cầu thận để chúng ta có thể dễ dàng quan sát chi tiết hơn. Một nang cầu thận và cầu thận phóng to cho ta thấy rõ đường đi của động mạch đến và động mạch đi, đồng thời có thể dễ dàng quan sát được ống thận. Trên màn hình, chúng ta đã được quan sát rõ là hình ảnh các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. Để có thể giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức ở phần này, thầy sẽ cho chúng ta làm một ít bài tập nhỏ dạng trắc nghiệm. Chúng ta có thể quan sát trên màn hình một số hình ảnh các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. Ở đây thầy có một số câu hỏi như sau. Chúng ta cùng quan sát câu thứ nhất. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào? Câu 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là cơ quan nào? Câu 3. Cấu tạo của thận gồm. Và câu 4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm. Để có thể trả lời câu thứ nhất, chúng ta cùng quan sát hình A, các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. Thì ở đây chúng ta cùng đưa ra đáp án, đó là hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan là thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đáy và ống đáy. Đáp án D. Tiếp tục câu thứ hai. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là. Đáp án A, thận. Câu 3. Cấu tạo của thận thì gồm. Ta quan sát hình C và nhận thấy được rất rõ. Cấu tạo thận thì gồm có phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận, cũng như ống gót và bể thận. Cuối cùng, câu số 4. Mỗi đơn vị chức năng của thận thì gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận.
Thầy xin chúc mừng những bạn nào có câu trả lời đúng. Vậy thì chúng ta cùng ghi nội dung của phần hai la mã. Hệ bài tiết nước tiểu gồm có thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Cấu tạo của thận. Thận gồm phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận, cùng các ống gót đổ vào bể thận. Thận gồm hai quả với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng. Vậy em cho thầy biết chức năng của thận là gì? Sau khi quan sát các hình ảnh về cấu tạo cơ quan hệ bài tiết nước tiểu thì chúng ta có thể biết được chức năng quan trọng nhất của thận, đó là lọc máu và hình thành nước tiểu. Thì quá trình hình thành nước tiểu chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở bài học sau. Chúng ta đã được tìm hiểu về nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. Thì ở đây thầy có một tình huống nhỏ như sau. Chúng ta cùng quan sát lên hình ảnh. Ở đây ta thấy là có rất nhiều người cùng nhau uống bia. Vậy theo em, khi uống rượu bia hoặc các chất cồn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thận? Ở đây, nếu chúng ta hấp thu một lượng cồn hoặc một lượng chất rượu bia vừa phải thì sẽ tăng cường khả năng điều tiết tuần hoàn máu rất tốt. Nhưng nếu như chúng ta hấp thụ một lượng lớn rượu bia hoặc chất có cồn thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và hình thành nước tiểu của thận, lâu ngày dẫn tới hiện tượng là suy thận, làm cho thận bị yếu dần đi. Nên chúng ta cũng là hạn chế sử dụng bia rượu. Nếu như có người nhà sử dụng bia rượu thì chúng ta cũng nên khuyên nhủ là không nên hoặc là hạn chế, vì sẽ rất là có hại đến hệ bài tiết nước tiểu và cũng như là của thận. Chúng ta tiếp tục cùng quan sát. Đây là một ca ghép thận. Thì ca ghép thận đầu tiên ở trên thế giới thì diễn ra vào năm 1954. Còn ở Việt Nam là diễn ra năm 1992. Ở đây thầy muốn nói cho các em nghe một căn bệnh rất nguy hiểm ảnh hưởng đến thận chúng ta, mà chúng ta đã được nghe rất nhiều trên truyền thông, đó là căn bệnh sỏi thận. Vậy thì ở đây có một số nguyên nhân gây ra sỏi thận mà chúng ta phải biết. Đầu tiên là chúng ta uống không đủ nước, thì lâu ngày các chất độc sẽ tích tụ lại là lắng đọng bên trong thận, hình thành sỏi thận. Thứ hai là đường tiểu hay đường tiết niệu có vấn đề, thì nước tiểu không thoát ra ngoài được. Lâu dần các chất cặn bã, axit uric, ure sẽ lắng đọng làm hình thành nên sỏi thận. Thứ ba là các nguyên nhân hiếm gặp như là dị vật nằm trong bàng quang, vân vân. Thì các dị vật này nó vô tình đi vào cơ thể và nằm lắng đọng lại bên trong sỏi, làm hình thành nên sỏi thận. Thứ tư là do chúng ta không vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục hoặc đường tiết niệu. Điều này dẫn tới các loài vi khuẩn hoặc là vi trùng sẽ xâm nhập và gây nên các bệnh về đường tiết niệu, trong đó là có hình thành nên sỏi thận. Vậy thì theo em, chúng ta có những biện pháp nào để có thể bảo vệ hệ bài tiết? Ở đây thầy xin giới thiệu một vài biện pháp để bảo vệ hệ bài tiết mà chúng ta có thể dễ dàng thực hiện, đó là uống đủ nước. Một ngày chúng ta có thể uống khoảng gần 2 lít nước lọc. Chúng ta là không nên ăn quá nhiều thức ăn mà có chứa protein hay còn gọi là đạm. Không nên ăn thức ăn quá mặn hoặc là quá chua,
và tăng cường ăn các loại trái cây, rau, củ quả. Chúng ta không nên ăn thức ăn ôi thiêu và nhiễm chất độc. Quan trọng hơn nữa, chúng ta là phải biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, đặc biệt là hệ bài tiết nước tiểu. Chúng ta không nên nhịn tiểu. Nếu nhịn tiểu trong thời gian dài thì sẽ có hiện tượng gì ạ? Chúng ta sẽ bị lắng đọng các chất độc hại và hình thành nên sỏi thận. Điều này rất nguy hiểm. Và biện pháp cuối cùng là chúng ta nên hạn chế rượu và bia hoặc các chất có cồn vì cũng sẽ gây hại cho thận. Thì chúng ta vừa tìm hiểu xong hai nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Thì ở đây thầy sẽ tóm gọn lại bằng một sơ đồ tư duy. Chúng ta thấy là bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu thì cũng có một vài nội dung chính như sau. Ở phần bài tiết thì chúng ta cần phải biết được khái niệm bài tiết là gì. Thứ hai là kể tên được các sản phẩm của sự bài tiết. Và thứ ba là vai trò của bài tiết đối với cơ thể con người. Ở nội dung cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu thì chúng ta phải nêu được cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu cũng như là phải nêu được chức năng của hệ bài tiết nước tiểu đối với cơ thể chúng ta. Thì để củng cố bài học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài tập nhỏ là ghép ở cột bên trái và cột bên phải để cho ra câu trả lời chính xác. Ở đây, chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi như sau. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Ở đây, sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể bao gồm có khí carbonic, nước tiểu và mồ hôi. Câu hỏi số 1 thì phù hợp với đáp án D. Câu hỏi số 2, bài tiết có vai trò như thế nào? Bài tiết giúp cơ thể thải các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Đối với F. Câu số 3, các sản phẩm cần được bài tiết phát sinh từ đâu? Từ các hoạt động trao đổi chất của tế bào và của cơ thể. Chúng ta có 3E. Câu số 4, hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào? Hệ bài tiết nước tiểu thì gồm có thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đáy và ống đáy. 4. Đối với B. Thận có bao nhiêu đơn vị chức năng? Theo bài học chúng ta nhận thấy rằng thận có 2 triệu đơn vị chức năng. 5. Đáp án C. Và cuối cùng, chức năng của thận là lọc máu và hình thành nước tiểu. 6. Đối với A. Thì thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Thì hướng dẫn về nhà. Các em học bài trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 124. Đọc mục em có biết. Chuẩn bị cho bài học sau. Bài tiết nước tiểu. Chúng ta có thể trả lời trước hai câu hỏi. Câu hỏi 1. Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Câu hỏi 2. So sánh nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức. Nước tiểu đầu và máu. Thầy và trò chúng ta vừa tìm hiểu xong tiết học ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.